Từ một cô bé nghèo khó, ông đã vươn lên trở thành vua vọng cổ, là ông hoàng trên sân khấu đích thực. Quách Trà Ôn là một trong những nghệ sĩ sở hữu mức cát xê gây nên địa chấn thời đó không ai dám mơ tới. Nhưng trong dòng đời khắc nghiệt, có được thì ắt có mất. Những năm tháng cuối đời ông phải đối mặt và chống chọi với căn bệnh não tàn ác. Khối tài sản kếch xù của ông Liễu đã trôi về đâu? Phép màu nào dành cho vị thiên tài này? Hôm nay, hãy cùng Sài Gòn xa nhớ lần dở từng trang ký ức, khám phá những góc khuất trong cuộc đời của vua vọng cổ Út Trà Ôn. Út Trà Ôn tên thật là Nguyễn Thành Út, sinh năm 1919 tại làng Đông Hậu, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Sinh ra là con út trong một gia đình nông dân nghèo, Út Trà Ôn hay Mười Út đã sớm phải nếm trải nỗi đau mồ côi khi cha mẹ lần lượt qua đời. Từ tuổi 13, tuổi thơ của ông gắn liền với những ngày tháng cơ cực, lấm lem bùn đất trên cánh đồng mênh mông. Nhưng giữa nhọc nhằn ấy, âm nhạc như một niềm an ủi cho tâm hồn của cậu bé nông dân. Những lúc nông nhàn, Mười Út thường tụ tập bạn bè, cùng nhau ca hát. Giọng hát ngọt ngào trời phú được bạn bè yêu mến, rồi vang xa đến tai dân làng. Từ một cô bé chân lấm tay bùn, Mười Út trở thành giọng ca được săn đón trong các dịp lễ hội từ vùng quê nghèo. Năm 1937, chàng trai trẻ Mười Út 18 tuổi cùng bạn bè lên Sài Gòn tham quan và có dịp ghé vào nhà hàng Đức Thành Hưng để ca hát giải trí. Nghe tin hãng rượu Dubonnet đang tổ chức cuộc thi tuyển chọn giọng ca tại rạp Modern, Mười Út quyết định tham gia thử sức và bất ngờ giành được chiến thắng. Tuy nhiên, chàng trai trẻ chỉ có thể hát trong một thời gian ngắn rồi phải trở về quê hương Trà Ôn. Nhưng khác là lần này, năng khiếu của ông đã được các nhạc sư làng nhận ra. Họ đã truyền dạy 20 bài bản tổ của cổ nhạc. Trong đó có một vị sư phụ đã tặng ông bài Tôn Tẩn Giả Điên, một bài vọng cổ 20 câu. Cuối cùng mang theo hành trang ít ỏi, Mười Út quyết định dứt áo ra đi, rời xa quê hương để tìm kiếm vận mệnh của mình giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Ngày đầu tiên đặt chân lên miền đất hứa, Mười Út mang theo cả niềm háo hức lẫn nỗi lo lắng. Chàng trai trẻ từ miền Tây sông nước với hành trang chỉ là chiếc nón lá, vài bộ quần áo sờn cũ và những làn điệu vọng cổ đã ăn sâu vào máu thịt. Bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa dòng người tấp nập và những tòa nhà cao tầng sang sát. Ông đi dọc theo bến sông Vàm Cỏ, bất chợt một dòng chữ gánh hát tiếng Hóa cần tuyển kép trẻ trên một chiếc ghe bầu đập vào mắt chàng. Như một định mệnh, Mười Út bước lên ghe, trái tim đập thình thịch. Ông bầu gánh hát là một người đàn ông trung niên nhìn Út Trà Ôn với ánh mắt dò xét. Tuy nhiên, khi câu vọng cổ đầu tiên mà Mười Út cất lên, ông bầu không khỏi ngỡ ngàng trước. Không chút do dự, ông gật đầu nhận chàng trai trẻ vào gánh hát của mình. Ông không biết rằng, quyết định bước lên chiếc ghe bầu hôm ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Ngay từ những bước chân đầu tiên, giọng ca vàng của ông đã chinh phục khán giả Sài Thành. Đài Pháp Á liên tục mời ông biểu diễn và những làn điệu thức suốt đêm thâu, sầu bạn chung tình, đặc biệt là Tôn Tẩn Giả Điên qua giọng ca ấm áp, truyền cảm, mang đậm dấu ấn miền Tây Nam Bộ. Danh tiếng của ông lan rộng, thu hút sự chú ý của nhiều đoàn hát danh tiếng. Họ tìm mọi cách để mời chào, mong muốn có được giọng ca vàng này trong đội ngũ của mình. Các ông bầu không ngại bỏ ra một số tiền khủng để có được Út Trà Ôn. Năm 1948, Út Trà Ôn đã tạo nên một cơn địa chấn trong giới nghệ thuật khi ký hợp đồng với gánh hát tiếng Hóa với mức giá kỷ lục 50.000 đồng, tương đương một nửa giải độc đắc xổ số Đông Dương lúc bấy giờ. Sự nghiệp của ông thăng hoa, tiền hợp đồng ký với các gánh hát tăng theo cấp số nhân, từ 50.000 đồng lên 100.000, 150.000 rồi 300.000 đồng. Đỉnh điểm là bản hợp đồng 750.000 đồng một năm với Đoàn Thanh Minh. Vào những dịp lễ Tết, mức thù lao của ông Út cho hai suất diễn trong một ngày có thể lên tới 3.000 đồng, tương đương với giá trị của một cây vàng thời bấy giờ. Điều này không chỉ khẳng định vị thế ông Hoàng trên sân khấu cải lương mà còn tạo ra một hiệu ứng lan truyền, kéo theo hàng loạt ngôi sao khác như Hữu Phước, Thành Đức, Tấn Tài, cũng được hưởng những bản hợp đồng khủng với mức cát xê đáng mơ ước. Thậm chí, thù lao cho một đêm diễn của họ có thể bằng cả tháng lương của một công chức bình thường, cho thấy sự trân trọng và đề cao tài năng nghệ thuật của xã hội thời đó. Với mức thu nhập khủng, nam nghệ sĩ đã tận hưởng một cuộc sống xa hoa bậc nhất thời bấy giờ. Biệt thự sang trọng, xe hơi đắt tiền cùng đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình từ tài xế riêng đến đầu bếp và người giúp việc. Không chỉ thể hiện qua lối sống vương giả, gu thời trang của ông cũng toát lên sự tinh tế và đẳng cấp với những bộ quần áo được chăm chút tỉ mỉ, mái tóc luôn bóng bẩy. Đặc biệt,
Sự mạnh tay trong việc chi tiêu cho những món đồ xa xỉ như nhẫn kim cương 3-4 carat càng khẳng định sự giàu có và phong thái hào phóng của ông Hoàng Cải Lương. Dù có lối sống phóng túng, nhưng khi dấn thân vào nghiệp diễn, nghệ sĩ Út Trà Ôn luôn cống hiến hết mình. Xuất thân từ một gia đình nông dân, không được học hành, nhiều người cho rằng ông không biết chữ, nhưng thực tế là ông có thể đọc được. Tuy nhiên, cố nghệ sĩ không có thói quen tự đọc kịch bản mà thường nhờ người khác đọc cho mình nghe rồi mới nhẩm theo. Đây cũng là một nét đặc biệt của ông, không cần phải tập luyện trước mỗi lần biểu diễn. Trước khi lên sân khấu, ông chỉ cần lướt qua kịch bản một lần rồi ra hát. Thế nhưng, những gì ông thể hiện lại khiến khán giả vô cùng kinh ngạc, như thể đã được tập dượt kỹ lưỡng. Đó người ta gọi là tài năng thiên bẩm. Không chỉ được nhắc đến bởi sự nghiệp đầy hào quang, Út Trà Ôn còn khiến người đời ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân cùng người vợ thủy chung. Giữa xã hội lúc bấy giờ, quan niệm về vợ nọ con kia xảy ra không ít đối với những tên tuổi lẫy lừng, đặc biệt là trong lĩnh vực đầy cảm xúc như sân khấu cải lương. Tuy nhiên với Út Trà Ôn, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Mặc dù được rất nhiều phụ nữ mến mộ bởi tài năng và sự giàu có, ông vẫn luôn là một người chồng chung thủy, chỉ hướng đến cuộc sống hôn nhân một vợ một chồng. Từ những ngày đầu chập chững vào nghề, Út Trà Ôn đã bị tiếng sét ái tình đánh gục bởi cô gái bán cơm Bích Thủy. Nói về những ngày đầu tiên quen biết nhau, đó là khi cô gái Bích Thủy từ miền quê nghèo mang theo bao ước mơ lên Sài Gòn lập nghiệp. Hàng ngày cô phụ người dì bán cơm và không ngờ lại gặp được định mệnh của đời mình tại nơi đó. Út Trà Ôn lúc đó đã chọn quán cơm của bà trong những ngày tháng lao động vất vả. Từ những lần giao cơm hàng ngày, tình cảm chớm nở. Họ đã nên đôi vợ chồng, chung sống hạnh phúc hơn 60 năm, nuôi dưỡng 7 đứa con, 3 trai, 4 gái, tạo nên một gia đình ấm cúng. Tuy nhiên vì cực thịnh tức suy, từng có giai đoạn do dùng hết tiền bạc tích cóp vào việc đầu tư cho gánh hát, công việc làm ăn thất bát khiến mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên đôi vai của vợ, khiến nam nghệ sĩ vô cùng đau lòng. Chứng kiến những giọt nước mắt của vợ, ông chỉ biết trằn trọc an ủi bằng một câu nói: công chúng còn thương tôi thì sợ chi nghèo đói. Nhưng người tính không bằng trời tính, sức khỏe của ông đã bị cướp đi. Ở tuổi xế chiều, căn bệnh nhiễm não đã quá tàn nhẫn người nghệ sĩ, khiến cơ thể từng tràn đầy năng lượng giờ đây chỉ còn biết nằm bất động. Cánh tay trái và chân trái tê liệt, chỉ còn tay phải vô thức lần chuỗi hạt, chân phải giật mạnh mỗi khi có người thân quen đến thăm. Đôi mắt ông mở to, chứa đựng những lời muốn nói mà không thể thốt nên lời, khiến người đối diện không khỏi xót xa. Thế nhưng ngay cả khi cơ thể rất yếu, ông vẫn cố gắng tự mình làm những việc đơn giản như đi lại trong nhà, không muốn trở thành gánh nặng cho vợ và gia đình. Ai ngờ trong một lần cố gắng tự đi vào nhà vệ sinh, ông không may bị ngã và phải nhập viện. Vợ và con ông không khỏi xót xa, khóc hết nước mắt. Những ngày cuối đời ông còn nhiều điều trăn trối, thế nhưng quá yếu nên không thể nói được. Đặc biệt là cứ mỗi khi vợ ông bật truyền hình xem những vở cải lương, ông càng nghẹn lòng. Trước khi nằm liệt giường, ông luôn đòi con gái của mình đưa đi diễn để phục vụ chương trình từ thiện cho các bà con. Lúc đó nhiều lần cô con gái không chịu vì sức khỏe của ông vốn đã yếu, thế nhưng nhìn cha mình vẫn còn yêu nghề và luôn mong muốn được đứng trên sân khấu, chị đã không thể kìm lòng. Suốt quãng đường đến điểm diễn, ông mệt mỏi rã rời. Nhưng khi tiếng đàn cất lên, khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của khán giả, ông như được tiếp thêm sức mạnh. Giọng hát ông đã run rẩy theo năm tháng, nhưng từng nhịp phách, từng câu ca vẫn vang lên đầy cảm xúc, chạm đến trái tim của mỗi người. Trong một ngày u ám, lúc 19h30 phút ngày 13 tháng 8, một vì sao sáng của nghệ thuật cải lương đã vụt tắt. Nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn đã khép lại cuộc đời mình tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và hàng triệu khán giả yêu mến. Ông hưởng thọ 83 tuổi. Nếu quý khán giả có còn những kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ Út Trà Ôn, hãy để lại bình luận phía dưới video để chia sẻ cùng kênh nhé. Và đừng quên like, share, đăng ký để đón xem những video tiếp theo. Xin hẹn gặp lại!